Hello anh em hải tặc tí hôn lậu muối nha. Server này vào game sẽ được 2 tỷ vàng, 2 tỷ ruby, 2 tỷ ít toy. Tiềm năng cực cao luôn úp 5 phút max skill 25 level tầm 80-90. Tôi đang không ăn x2 nha mà tiềm năng đã cao như vậy rồi, quá ngon ha. Level nhảy ghê chưa? Vãi ơi, đánh chí mạng một vài cái lên 25 luôn ảo vãi. Úp nó dư cả tiềm năng ra mấy nghìn luôn ạ. Anh em farm quái thì ra đá khảm vô cực S với đá siêu cấp S mảnh trang bị level 100. Ở đây thì có cái truy nã nha. Nó đưa ra đây đánh nhau nhé. Còn ở đây thì có nhận team nâng cấp và nhận dial. Nhập cốt xong thì có 100 dương đồ 90 và 6.000 đá ác quỷ. Thời trang bán full tại shop có cái cải trang chỉ số mới. Cộng 50 tấn công tăng tấn công 1.500% cũng hay hò phết.